Đến thăm nhà của nhạc sĩ Moza và dạo quanh thành phố Gian Buộc, Áo. Bonjour, mình là Mai Khôi. Nay là ngày thứ Sáu, ngày 31 tháng 5 năm 2024. Tức là ngày cuối tuần và cuối tháng đó mấy chị. Mình nghỉ nấu ăn đi. Bữa nay không nấu cơm, nấu nước gì hết trơn á. Cho mấy ổng đi ra ngoài ăn phở, ăn bún, ăn hủ tiếu gì đó thì ăn. Mà khoan, mấy anh chị thấy cảnh này có quen không? Đây là thành phố Gian Buộc ở Áo. Bữa em đáp máy bay cạch xuống thủ đô Viên rồi, mấy chị biết rồi đúng không? Bây giờ xin đi tới nhà của Moza. Và từ thủ đô thì em lên xe chạy éo, băng qua những con đường trập trùng đồi núi, xa xa có những ngọn núi thì như tuyết nằm ở trên đó, nãy mấy chị thấy rồi đó. Thì mất đâu khoảng 3 tiếng hoặc hơn một chút xíu là sẽ tới thành phố này. Mà công nhận chú dẫn đoàn cầm cái cây rất là đặc biệt nha. Cái này là đoàn của người ta. Xong em đứng em chen chen để mà em nghe coi chú nói về gì á. Nhưng thật là vô nghĩa. Chú nói tiếng gì á, em không hiểu gì hết trơn á. Và đây là con đường mà khách du lịch tấp nập qua lại như mấy anh chị cũng thấy rồi đó. Bởi vì ở đây có nhà của Moza, một nhạc sĩ thiên tài của thế giới. Nãy em thấy con cô hướng dẫn viên tới đứng đây nói chỉ, xong em cũng tới em nghe thử thì nghe mình là sinh viên nè, còn được mấy chiếc nè, rồi xong nói tiếng đại hàng không hiểu gì hết trơn luôn. Thiệt em muốn hóng chuyện nhưng mà hóng không có đáng kể, thôi mình bỏ qua đi nha mấy anh chị. Bây giờ đi vào bên trong đi. Mới đầu vào là sẽ có thông tin nè, vé vào cổng để mà tham quan là giá bao nhiêu, người lớn rồi con nít bao nhiêu đó. Dạ mấy Khôi đọc thông tin á thì được biết là gia đình của ông tới đây sinh sống vào năm 1747 và ở đây suốt 26 năm. Và tính thời gian từ lúc đó cho tới bây giờ hiện tại đó là khoảng 277 năm, gần 300 năm luôn. Và căn nhà được bảo tồn gần như là nguyên vẹn. Và trước mắt mấy anh chị đó chính là căn bếp. Tại nơi đây, với bàn tay khéo léo của mẹ nhạc sĩ đã cho ra những món ăn nuôi nhạc sĩ lớn. Mà không biết bà có phá bếp phá bánh rồi có bị tổ trát giống em không ta? Dạ này em nói vui thôi nha. Mà mấy Khôi đọc thông tin thì biết là gia đình ông tới đây là ở cái tầng 3 của tòa nhà thôi chứ không phải là ở nguyên hết tòa nhà đâu. Căn nhà thì sẽ có nhà bếp như lúc nãy mấy chị thấy nè, có một phòng làm việc nho nhỏ, một cái phòng khách, một cái phòng học và phòng ngủ. Và đứng từ cửa sổ này nhìn xuống nè là con đường đó, hồi nãy mình đứng ở phía dưới mình nhìn lên đó, du khách đứng rất là đông luôn. Dạ và khi bước vào đây thì mình sẽ biết được lịch sử cũng như là tiểu sử của các thành viên trong gia đình. Ông thì có 7 anh em nhưng mà chỉ có chị ông và ông là hai người sống qua tuổi vị thành niên. Trên bức tường có ghi ngày tháng năm sinh của ông là 27 tháng 1 năm 1756. Đây là cây đàn violon mà ngày xưa ông Moza đã từng chơi. Khi mà bước vào đây đó thì mấy anh chị sẽ được thấy những vật dụng mà cha con của nhạc sĩ Moza mang đi lưu diễn năm xưa nè. Ngoài ra còn có những cái bằng khen ngày xưa ông đi học đó, rồi những cái tài liệu về âm nhạc, những cái bản nhạc mà ông viết tay cũng như là những hình ảnh gia đình của ông. Và ở trong này có một cái phòng người ta đề là phòng online, tức là mình có thể vào để mà nghe những cái thông tin, những bài nhạc của ông nha. Nhưng mà mấy Khôi thì không có vào. Rồi bây giờ mình sẽ đi xuống, từ từ phía dưới thì cũng có một cái cửa hàng để bán đồ lưu niệm. Và tất cả những món đồ ở trong đây thì mấy Khôi thấy đều liên quan tới nhạc sĩ Moza hết trơn á. Có hình ông nè, tên ông nè, hay là những bài nhạc như nè. Dạ bây giờ em sẽ dẫn mấy anh chị đi ra khỏi nhà ha, mình đi dạo phố đi. Nhưng mà mấy anh chị đói bụng chưa ạ? Chứ bây giờ trưa rồi, quá giờ trưa rồi, mình đi kiếm gì ăn đi. Đây là con đường khách du lịch tới rất là đông, cho nên là những cửa hàng bán đồ ăn cũng nhiều lắm. Kế bên đây vài căn là có bán mấy cái món gọi là nhanh đó mấy chị. Như là tôm chiên, rồi khoai gà chiên, cũng có đồ biển này kia nè. Nói chung á là mấy chị ăn món gì thì mình cứ chọn nha, xong rồi mình đi ra là mình tự túc ha, món của ai thì người đó ăn. Và bây giờ chúng ta đang đi tới cái quảng trường lớn nhất ở đây và cũng rất là nổi tiếng. Nó có tên gọi là... Thôi em để tên trên màn hình mấy chị tự đọc nha. Chứ em thì không có giỏi rồi, đọc sai xong rồi có nhiều chị vô hả, chửi em nữa. Trời đang nóng mà thấy nước phun phun thấy cũng mát ha mấy anh chị. Dạ mà em phải nói rõ là cái lúc mà đi Áo này là em đi cuối tháng 4 đầu tháng 5 nha.
Đó, mấy bữa cũng làm được mấy video rồi nhưng mà ngâm mắm mấy chị ơi, video mấy cái này ngâm mắm dữ quá, bây giờ mới lôi ra edit tiếp. Và trước mắt chúng ta đó chính là nhà thờ chính tòa Giang Buộc. Trời ơi, nơi đây nó có một cái kiến trúc rất rất là độc đáo luôn. Dạ, nhìn ở bên ngoài thôi là đã thấy nhà thờ đồ sộ cỡ nào rồi. Đi vào bên trong á, bảo đảm mấy chị choáng ngợp luôn. À, nhưng mà vào phía bên trong nhà thờ thì mình phải mua vé nha. Giá vé là hình như 5 € cho người lớn, còn con nít là miễn phí. Mà em khuyên chân thành là mấy chị tới đây rồi thì nên vào bên trong nha, không có thất vọng đâu. Nhà mấy Khôi mua vé xong rồi thì bây giờ đi vào ha. Nhà thờ này được xây dựng vào năm 774. Đây mấy chị mới bước vào bên trong thôi là thấy trời ơi, sao mà đẹp quá vậy nè. Mấy Khôi đọc thông tin ở trên mạng thì được biết nhà thờ cũng trải qua nhiều lần bị hư hại, bị phá hủy, rồi được xây dựng lại. Nhưng mà nặng nhất là năm 1598, Vương Cung Thánh Đường bị hư hại rất là nghiêm trọng. Và sau khi đã cố gắng, nỗ lực để mà trùng tu, để tái thiết lại nhà thờ nhưng mà đều bị thất bại. Thế là cuối cùng người ta quyết định phá bỏ và xây dựng lại. Và kiến trúc sư người Ý, ông Santino Solari đã thiết kế lại nhà thờ hiện tại. Và nhà thờ này cũng là nơi mà nhạc sĩ Mozart làm lễ rửa tội và thường xuyên đánh đàn organ tại nhà thờ. Nhà thờ này thì được xây dựng theo kiến trúc Baroque với những mái vòm có kết cấu vô cùng độc đáo. Khi mà mấy Khôi bước vào đây á, thật sự rất là ấn tượng với kiến trúc của nhà thờ luôn, những màu sắc rất là nổi bật. Dạ, mấy chị thấy nhà thờ như thế nào? Đúng là quá đẹp luôn đúng không mấy chị? Trời, mấy Khôi đi vào đây mà cứ đứng ngắm mãi, không muốn bước ra luôn á. Nhưng mà thời gian thì mình không có quá nhiều để mà đứng ngắm chiêm niệm, gọi là đứng lâu á. Cho nên bây giờ mình đi ra phía bên ngoài nha. Kế bên hông nhà thờ cũng có một cái quảng trường nho nhỏ. Mấy Khôi thấy mấy bạn, mấy anh, mấy chú, mấy cô, mấy chị tụ tập lại đi gọi là mua sắm rồi chơi cũng rất là vui nè. Phía xa xa trên cao đó chính là pháo đài. Cái pháo đài này thì được xây dựng vào năm 1077. Đây cũng là một trong những tòa lâu đài lớn nhất ở châu Âu. Nhưng mà rất tiếc là mình không có đủ thời gian để mà trèo lên trên. Mà công nhận chơi cái trò này cũng vui nè mấy chị. Trời ơi, vui nhưng mà chắc mệt đó. Nội mà khiêng mấy cái này đi tới đi lui không thôi là em nghĩ còn hơn là tập tạ nữa. Dạ, và video ngày hôm nay cũng tương đối là dài. Tới khúc này thì chắc mấy chị cũng buồn ngủ rồi đúng không? Nhưng mà thôi mình ráng thêm xíu nữa nha. Em dắt mấy chị đi ra phía ngoài cái bờ bờ sông hồi nãy mình đi á. Cảnh nó cũng đẹp dữ lắm. Mình đợi một chút xíu nha. Đó, đây là cái khung, gọi là cái khung đường để đi ra rồi nè. Do xe nhà máy Khôi đậu ở phía bên gần cái mé sông á, cho nên mình sẽ đi dọc cái khúc đường này đi lên. Dạ, và từ thành phố Giang Buộc này mấy Khôi sẽ đi tới một nơi nữa cũng rất là đẹp và cực kỳ nổi tiếng luôn.
Khôi đọc ở trên mạng hầu như ai đi đến Áo cũng khuyên là nên đến cái địa điểm này. Đó là ở đâu thì hẹn mấy chị ở video sau về nước Áo nha. Hy vọng là em sẽ vượt lười để mà edit nhanh nhất có thể. Mà mấy chị thấy cảnh ở đây đẹp không? Cái này là phía bên trong hồi nãy mình đi vào nhà Moza với lại nhà thờ này kia đó. Ở đây có luôn cây cầu với những chiếc khóa tình yêu. Dạ mà ra tới đây mới Khôi thấy nó có một cảnh thôi nhưng mà em quay nhiều là tại mấy chị biết sao không? Xe đậu xa đó, đi hoài đi mãi mà vẫn chưa tới chỗ lấy xe cho nên là cái cảnh nó cứ có một vậy thôi à. Cảm ơn mấy chị đã xem video nha. Hẹn gặp mấy chị ở những video tiếp theo.